Ủa mẹ đang làm gì vậy? Không thấy à? Mẹ đang rửa mấy trái dưa leo. Trời ơi, mẹ rửa rau, mẹ rửa dưa leo mà mẹ sao mẹ lấy cái bao tay này? Cái bao tay này là cái gì? Trời ơi, cái bao tay này rửa toilet. Rửa toilet hả? Con dặn mẹ hoài à, mẹ không có nhớ hả? Cái bao tay màu hồng là rửa toilet, mẹ nhớ chưa? Bao tay màu vàng lợt nè là rửa hành lang. Bao tay này mới là rửa rau nè mẹ. Mẹ nhớ chưa? Trời ơi, sao mà rắc rối quá con ơi. Thì thôi bây giờ muốn cho mẹ nhớ, con lấy cái giấy con ghi đi. Ví dụ cái bao tay nào là xài cái gì con ghi đi. Mẹ ơi, mấy người lớn khác ai cũng vậy hết trơn á đó. Cái này mình cũng tập cho cái trí nhớ của mình nữa. Mẹ nhớ chưa? Nè, bây giờ bao tay nào rửa rau? Này phải không? Cái này rửa rau. Bao tay nào chà toilet đâu? Màu hồng. Đúng rồi, mẹ giỏi quá. Mẹ nhớ rồi đó. Giỏi quá đi. Rồi cái này rửa rau. Rửa rau đây. Trời ơi, thì rửa dưa leo thì rửa tay cho rồi đi con ơi đó. Không được. Thôi nè, mẹ đeo bao tay vô đi. Đeo bao tay vô đàng hoàng. Rửa dưa leo mà cần gì phải đeo bao tay không biết nữa à. Thiệt tình luôn, đeo cái này nó khó chịu quá đi con ơi. Được chưa? Ai gọi vậy nè, nghe mẹ dạ, đây. Đây con. Rồi. Dạ. Xin lại đây chút, nó xiết cổ tôi. Alo. Dạ, chờ chút xíu. Mẹ ơi mẹ. Cái gì? Ai gọi mẹ nè, tên Thường ở bên Canada. Hả? Gọi mẹ đó. Ai vậy? Dạ, em chào chị. Dạ. À, dạ hả chị? Chị về tới Sài Gòn rồi hả? Chị tới thăm nhà em hả? Dạ, chị tới đi. Dạ. Ai vậy mẹ? Người bà con với ba con. Ủa sao nào giờ con không nghe ai nói tới dì Hường, dì bà con của ba vậy? Bà ở nước ngoài, bà có tới đây lần nào đâu mà gặp. Ông ơi. Ủa gì bà? Chị Hường ở Canada chỉ về cho nó chỉ tới thăm nhà mình kìa. À, chị có điện thoại nói cho tôi biết trước rồi. Không biết sao ông nói cho tôi nghe. Trời ơi, rồi chị tới đây rồi giờ tôi sao đây? Trời đất ơi, tiếp đón bình thường thôi chứ sao? Trời ơi, tôi sợ là bà kể trước mặt mấy đứa nhỏ rồi tôi sao? Ủa bà sao? Già hết rồi ai nhắc mấy cái chuyện hồi xưa làm gì trời? Không nhắc hả? Không dám đâu. Tôi biết tánh bà Hương mà. Thế nào bà cũng nhắc cho mà coi. Rồi bà nhắc là tôi sao bây giờ? Bình thường thôi bà ơi, bà có lo lắng ba cái chuyện gì đâu không? Không lo được, trời ơi. Ủa mẹ? Hả? Sao nay đồ ăn nhiều vậy? Ừ thì cũng nhiều hơn mọi bữa chút tại nay nhà có khách. Ủa mà bữa nay con không có đi hội thảo hay đâu hả? Không, nay con ở nhà. Nay nhà có khách hả? Con phụ mẹ nha. Ôi khỏi cần phụ, khách này cũng bình thường thôi. Mà nói nghe nè, ở nhà chi vậy con? Cả tuần lễ nay đi làm việc mệt mỏi rồi, hai chồng đi xem phim hay đi shopping gì đi chơi đi. Thôi được rồi, con đi ngoài đường suốt rồi, bữa nay có khách ở nhà phụ mẹ nha. Mẹ nói mẹ không cần mà. Ủa, ai tới? Để con ra mở cửa. Trời ơi, sao tôi muốn tránh mặt mà không tránh mặt giùm tôi một cái đi. Dạ con mời bác vô. Dạ, con chào bác. Mày là Hạnh đó hả? Dạ. Mặt mày bành vô duyên giống mẹ mày quá ha. Ủa con mẹ mày đâu rồi? Sao chưa thấy ra chào tao vậy? Dạ, em chào chị. Dạ, em đứng nãy giờ ở đây nè chị. Mày ra đây tao nói chuyện chút coi. Dạ. Dạ, thưa chị muốn nói gì với em à? Rót nước cho tao uống coi. Dạ để con ạ. Để mẹ mày rót. Dạ em mời chị uống nước. Để cho tôi. Mày hai thằng lận, thằng này thằng Hạnh mà còn thằng Hận hay thằng gì nữa nó đâu rồi? Không, nó thằng Phúc. Nó đâu rồi sao không ra chào tao? Dạ nó đi dạy rồi. Nghe đâu nó nhỏ lắm lấy vợ rồi còn ly dị rồi phải không? Dạ. Dạ ăn mời bác. Quýt này ngọt dữ lắm.
vợ con khéo tay mua lựa. Trời ơi, cái gì đó mà chua lè chua lép vậy? Mốc nhãn đi, nó đâu có chua. Nè, sao cô Hường nói chuyện nghe sóc ốc quá vậy mẹ? Ừ, cái tật bà nào giờ vậy đó. Nói chuyện là chạc chạc cho mặt người ta. Vậy là mẹ biết cô Hường từ nhỏ luôn hả? Ừ, mẹ có biết. Mẹ ơi, chị Hường xuống thăm nhà mình nè mẹ ơi. Dạ, thưa cậu chủ mới về. Nè, mẹ thấy Nghĩa mà không thấy tao hả? À, dạ, chào cô Hường. Không sao đâu bé Năm, tính của chị bóp chát vậy đó. Dạ. Bé Năm đang làm gì vậy? Dạ, con đang cắt bông cúng. Ừ, vậy thôi làm đi. À, tôi đi công chuyện xíu. Năm ơi, mày mua lấy tờ đi nước coi. Dạ. Ây da. Dời ơi, con Năm làm mẹ mình bông rồi kìa. Trời ơi, cái gì vậy? Dạ, con xin lỗi. Con dạ, đi. Trời ơi, đúng là cái đồ vô tích sự mà. Dạ, con xin lỗi. Hư gì đâu. Mẹ ơi, không phải bé Năm làm bậy đâu. Do con lỡ tay làm rớt đó. Con á, cẩn thận chút xíu đi. Thôi, vô ăn cơm gì đi con. Cái Năm đang làm gì Năm? Dạ chị. Chào cô. Em biết bữa nay chị tới cho nên em đi chợ em làm đồ ăn đãi chị. Mày nấu ai mà ăn? Thôi đợi lát đi nhà hàng ta ăn. Cái túi của tao đâu Năm? Dạ đây đây nè, để con lấy cho. Để mẹ lấy. Dạ. Dạ chị. Nè, cái áo này á hay vậy chứ mới lắm. Tao thích lắm đó, nhưng mà tao cho mày á, áo này đẹp hơn cái áo mày đang bận nữa đó. Dạ thôi chị tiếc thì chị giữ chị xài đi. Nay mày đặt chê nữa ta. Tao nhớ hồi xưa tao cho mày mấy cái đồ cũ á, mày mừng dữ lắm mà. Nè, sô-cô-la nè. Cái món này mày thích lắm đó. Dạ. Thấy sô-cô-la tao mới nhớ. Ngày xưa á, mẹ con thích sô-cô-la đến nỗi mà hả, cô bỏ sô-cô-la trong chuồng bò rồi mà mẹ mày vẫn bươi ra lụm cho bằng được sô-cô-la. Bươi mình mẩy mà dính đầy phân bò hết trơn đó mày. Chị nói nhìn em đâu có dính phân bò dữ vậy đâu. Quên rồi hả? Hồi xưa mày lỡ đợi mày làm gì biết sô-cô-la. Ủa, mẹ con ở đợi hả cô? Mẹ mày ở đợi cho ba mày đó. Mà thôi, chuyện xa xưa rồi bỏ đi. Không nói nữa, tao đi à. Mẹ. Thôi mẹ. Ủa bà sao vậy? Tự nhiên là không tiễn chị Hường về rồi lăn xăng chạy lên lầu nằm gì hả? Tiễn gì mà tiễn, tôi không thích. Có chân tế thì có chân đi. Trời ơi, bà nói cái gì kỳ cục vậy? Bà sao vậy? Sao vậy là sao vậy? Ông biết nữa hả? Ông còn hỏi. Chị của ông á, tính tình hồi nào giờ cũng không bao giờ thay đổi hết trơn á trời. Là sao? Trời ơi, nói tôi là tưởng tượng tôi là còn là người ở nhà ông hả? Rồi kể chuyện cái vụ mà sô-cô-la dục ở đống phân bò, tôi bơi tôi tìm mặt mà tôi dính phân bò không, rồi còn đem đồ cũ nữa cho tôi kể trước mặt mọi người là muốn làm nhục tôi mà. Bà ơi, cái tính chị Hường xưa giờ vậy là bà thật tình thôi, rồi bà nói vậy rồi mà ơi, mà bà nghĩ tới bà đó. Nghĩ cái gì mà nghĩ? Bà mang đồ đến cho bà đó. Trước mặt con dâu mà nói tôi là người ở nhà ông, rồi bây giờ sao tôi dám dòm mặt con dâu nữa hả? Chị đó có gì đâu mà xấu hổ. Vậy mà không xấu hổ hả? Giờ con bằng anh đã biết tôi là người ở của ông, mà không thể nào tôi dòm mặt nó được hết trơn á trời. Trời ơi, chuyện nó bình thường quá mà tự nhiên mà làm lớn chuyện bu lu la lên. Mà vấn đề là tôi nè, nó mệt mà ghê. Thôi ngứa lưng gãi lưng gì đó. Tự gãi đi, tự ngứa tự gãi đi. Mày gãi giùm cho. Là sao chứ? Dạ. Ủa anh,
Hồi xưa mẹ là người ở cho nhà ba. Anh biết chuyện này không vậy? Anh nghe mẹ nói sơ sơ vậy đó. Em đang thắc mắc này nè. Hồi xưa mẹ thì người ở, ba thì làm chủ. Sao hai người lấy với nhau được hay vậy ta? Đó anh cũng không biết. Mẹ muốn kể anh nghe hả? Không, không có kể. Nghĩa à? Dạ mẹ. Con đưa bé Năm qua nhà ông bà đó, rồi về liền đây nha con. Ủa chi vậy mẹ? Bác của con ở bên đó nó không có được khỏe cho lắm, cần phải có người chăm sóc. Nhưng mà bác ở bển có chị Hường chăm sóc rồi. Để bé Năm ở nhà phụ việc nhà của mình đi mẹ. Thôi cứ cho bé Năm đi qua đó đi con. Nè nhỏ này, coi vô mà thu xếp đồ đi qua bên nhà chị Hường đi. Dạ bà ơi, sao tự nhiên bà đuổi con đi vậy? Con chỉ muốn ở đây làm việc cho bà thôi. Mày cũng có quyền lựa chọn đó hả? Tôi kêu đi á thì đi vô đi thu xếp đồ đạc đi. Sao còn đứng đó nữa? Con gửi cậu chủ cái này. Nhưng mà cậu phải hứa với con là khi nào về tới nhà thì cậu mới được đọc nha. Cậu mình đi thôi. Đường dằn lắm đó, ôm chắc vô. Dạ. Cậu chủ, bà chủ nhìn thấy bà chủ la đó. Đi Năm nè, qua đây từ nay phải chăm sóc bác trai nghe chưa? Bớt ăn bớt làm biếng lại nghe chưa? Dạ. Xong rồi đó Nghĩa, về đi. Nghĩ về nha Năm. Cậu chủ đã lén cho em ăn cơm và còn nhận làm bể đồ giùm em nữa. Em cảm ơn cậu nhiều lắm. Mẹ Năm. Ủa, cậu chủ đi nói chuyện về gì cậu chủ? Không có làm gì nữa rồi. Sao vậy? Tao mới thấy bậy vậy coi. Mẹ kệ. Đi à. Chủ Nam Nghĩa, đứng lại. Vô đây bà. À dạ con chào cô. Mày đứng ra coi mày. Dạ. Chào cô. Dạ cô. Mẹ ơi. Mẹ ơi, có cô Hường đến nè mẹ. Mẹ Năm đâu rồi? Dạ. Dạ. Em chào hai chị. Tao đi tiệc, đi ngang sẵn ghé đây chút rồi tao đi về liền giờ à. Dạ. Mấy cái áo bơ hổm tao cho mày á Năm. Dạ. Mày có bận theo vừa không? Tuy nó vậy chứ nó rách chút thôi nhưng mà nó còn mới tinh nè. Dạ em cảm ơn chị. Rót nước cho tao uống coi Năm. Dạ để con. Cái chuyện đó để má mày, sao mày tài lai quá vậy? Để mẹ. Tôi nói bà nghe, cái này là bé Năm ngày xưa nó là ở đợi cho dòng họ nhà tôi đó. Nó hậu đậu lắm, nó làm những cái chuyện mà nấu ăn mà lửa cháy lớn vậy bà, mà nó ngủ gục mà ngủ được á. Mà chuyện này tôi kể cho bà nghe trong buổi tiệc đó, bà nhớ không? Vậy là chuyện trong buổi tiệc mà kể đó hả? Ừ. Trời là bà này. Ừ. Trời đất ơi, nó là người vậy mà hậu đậu. Trời ơi, mất nết thì sợ luôn á. Trời ơi tôi mất người vậy. Còn nhiều chuyện hậu đậu lắm. Ủa vậy hả?
tôi đau bụng luôn. Tôi nghe tôi có bất cười gì đâu. Uống nước đi, tôi còn kể cho bà nghe nhiều chuyện nữa. Trời ơi, nước gì đâu mà nguội ngắt vậy Năm? Pha cho tao bình khác coi. Dạ, để con cho. Để đó, cho má mày làm. Ngày xưa má mày lỡ đợ, biết ý tao. Để cho mẹ. Mẹ, mẹ ngồi đó đi mẹ. Dạ, thưa cô Hường. Dạ, thưa cô. Dạ, năm nay mẹ con với cô cũng lớn tuổi rồi. Mình cứ nhắc cái chuyện xưa hoài nó cũng không hay lắm. Với lại mấy cái đồ mà hôm bữa cô cho mẹ con á, mẹ con thử rồi, không có vừa. Mà giờ không ai bận cái đó nữa hết, nó quê lắm cô. Dạ, mẹ con á bây giờ dù sao đi nữa là cũng vợ của giám đốc của bệnh viện Đông Y rồi. Mẹ con không bận mấy cái đó nữa. À, mà mẹ, mẹ nhớ không, hôm bữa con có mua cho mẹ một cái áo mà mẹ bận không có vừa, con thấy hình như là cỡ cô Hường bận vừa đó. Cái áo đó mắc tiền lắm, hàng hiệu. Để con lên con lấy, có gì con tặng cho cô Hường nha. Mẹ mẹ, mẹ đi với con. Mẹ đi với con đi, lên lấy đồ cho cô Hường nha mẹ. Ủa mẹ, khách về hết rồi hả? Hoàng Anh. Dạ. Cái gì vậy mẹ? Mẹ cảm ơn con. Chuyện gì? Mẹ không ngờ là con đứng về phía mẹ mà còn binh vực mẹ nữa. À, cái chuyện đó ra hả? Đâu có gì đâu. Mẹ biết sao không? Con thấy cô Hường á, thái độ hơi bị trịch thượng quá. Coi thường người khác như vậy con có thích. Ủa, gia đình mình nghèo thì mình đi ở đợ, chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà xấu, đúng không mẹ? Ừ. Hồi nãy á, con còn định nói nhiều hơn nữa kìa. Nhưng mà tại vì con thấy bạn của cô Hường con sợ cổ quê, cho nên thôi. Mà mẹ, mẹ kể con nghe coi, hồi xưa ba với mẹ sao đến được với nhau hay vậy? Tại vì cái chuyện mà phân biệt giai cấp hồi xưa nó ghê gớm lắm á. Anh Nghĩa ơi, mình có cách nào không? Chứ em thấy cứ trốn như vậy á, không có hay đâu. Nếu như mà bà chủ phát hiện được á, là bà chủ giận lắm đó. Nếu mà bây giờ về nhà, chắc chắn á, mẹ anh sẽ tức giận lắm. Bây giờ cứ tạm thời như vậy đi, rồi anh sẽ lựa lời nói với mẹ là cho em vẫn tiếp tục được làm việc ở nhà anh nha. Dạ, cảm ơn cậu chủ. Trong con thời gian đi.